luật đất đai sửa đổi sẽ có nhiều quy định mới với đất nông nghiệp à, Xin chào mọi người đến với cái video tiếp theo của Tuấn à, ngày hôm nay thì mình sẽ cùng chia sẻ với cả nhà à, những cái điều mới ở trong cái luật à, đất đai sửa đổi vừa được à, Quốc hội thông qua và sẽ được à, áp dụng vào ngày 1 tháng 1 năm 2025 trở đi và rất là nhiều những anh chị à, nhà đầu tư về bất động sản nông nghiệp hoặc là đang có những cái bất động sản nông nghiệp cũng như là những bà con đang canh tác ở trên những cái mảnh vườn của mình xưa giờ thì đều rất là quan tâm tới những cái thông tin mới những cái điều luật mới sắp sửa được áp dụng trong thời gian tới đây để xem những cái cách nào đó mình có thể khai thác được cái bất động sản của mình hiệu quả nhất thì trong cái video này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số những cái điểm mới ở trong luật à, đất đai sửa đổi này ở à, luật đất đai sửa đổi thì hoàn thiện cơ chế chính sách về quản lý sử dụng đất nông nghiệp theo cái hướng mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp lên không quá 15 lần hạn mức giao đất tại địa phương à, bên cạnh đó mở rộng đối tượng được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa cho các cái tổ chức kinh tế cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp Quy định này theo đại diện của ban soạn thảo luật đất đai nhằm tạo điều kiện cho các cái tổ chức cá nhân có năng lực về vốn, khoa học kỹ thuật có quyền tiếp cận với đất đai, đầu tư sản xuất nông nghiệp, hàng hóa, hạn chế đi cái tình trạng bỏ hoang hoặc sử dụng đất nông nghiệp manh mún và không hiệu quả. À đó thì ở trong cái quy định này á thì đã mở rộng hơn cái đối tượng mà được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa. Uh, thay vì uh, trước đây ấy, là những cái uh, cá nhân uh, được uh, chuyển nhượng quyền đất trồng lúa đó là những cái bà con họ trực tiếp họ uh, uh, canh tác ở dưới uh, địa phương thì uh, họ là những cái cá nhân thì ở đây thì trong cái luật uh, sửa đổi lần này thì đã cho những cái tổ chức kinh tế những cái cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp vẫn được uh, nhận cái chuyển nhượng đất trồng uh, lúa này À, cái điều này thì sẽ làm cho những cái tổ chức đó họ sẽ có thể áp dụng được những cái khoa học công nghệ và họ sẽ tổ chức cái sản xuất và từ đó thì sẽ khai thác được tốt hơn cái mảnh đất đó để cho ra những cái năng suất những cái hiệu quả cao hơn luật cũng bổ sung quy định người sử dụng đất nông nghiệp thì được chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi được sử dụng một diện tích đất để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp bên cạnh đó cho phép người sử dụng đất nông nghiệp được kết hợp với thương mại dịch vụ chăn nuôi trồng cây dược liệu nhưng không được làm thay đổi loại đất đã được xác định theo quy định của luật đất đai thì đây là một trong những cái điểm rất là mới và chắc chắn là sẽ được rất nhiều uh, những anh chị đang sở hữu uh, bất động sản nông nghiệp mình cực kỳ là quan tâm đó tức là thay vì trước đây thì uh, đất nông nghiệp mình có thể chỉ được xây uh, một cái uh, tròi hoặc là một cái Uh, nhà uh, để mà để các cái nông cụ thôi thông thường là những cái nhà tạm hoặc có thể xây một cái tròi thì bây giờ uh, luật cũng bổ sung đó là uh, những cái người sử dụng đất nông nghiệp thì được uh, sử dụng một cái phần diện tích để xây dựng các cái công trình phục vụ trực tiếp cho sản xuất nông nghiệp và cũng như là kết hợp với lại thương mại dịch vụ chăn nuôi trồng cây dược liệu uh, những cái loại hình uh, như là du lịch kết hợp với lại à, nông nghiệp hay là những cái à, việc à, liên quan tới thương mại à, sản xuất kết hợp với lại à, nông nghiệp thì chắc chắn là sẽ được à, à, chú trọng trong cái thời gian sắp tới nhưng ở đây thì cũng phải à, lưu ý là tất cả những cái việc à, mở rộng về thương mại cũng như mở rộng về dịch vụ trên đất nông nghiệp thì cũng phải gắn liền với việc là không được làm à, thay đổi cái quy hoạch à, sử dụng đất ở đó không thay đổi hoàn toàn cái uh, việc mà sử dụng đất uh, nông nghiệp ở trên đó và cái khái niệm này nó sẽ mở rộng hơn với uh, những uh, anh chị uh, kinh doanh mình sẽ có nhiều cái uh, có thể là khai thác được ở trên đất đó đặc biệt là những cái loại hình như là uh, farm như là trang trại đấy hoặc là xây những cái uh, nhà vườn đấy phục vụ uh, vẫn có thể làm thương mại dịch vụ và phải gắn liền với lại uh, cái uh, mục đích của đất đó là đất nông nghiệp và không được thách rời khỏi cái mục đích này. Luật đất đai sửa đổi thì nghiêm cấm uh, chuyển mục đích sử dụng đất không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng, không phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm ở cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt uh, bổ sung quy định xử lý người có vi phạm uh, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi thi hành công vụ ngoài ra thì bổ sung các cái quy định về giám sát của Quốc hội à, mặt trận tổ quốc Việt Nam hội đồng nhân dân các cấp giám sát của các cái công dân trách nhiệm là theo dõi và đánh giá thanh tra kiểm tra với à, cái người quản lý và sử dụng đất đai à, trong đó có nội dung về chuyển mục đích sử dụng đất à, cái điều này thì sẽ làm cho à, việc à, chuyển mục đích sử dụng đất được à, quản lý một cách à, chặt chẽ hơn rất là nhiều vì có sự tham gia kiểm soát vì có sự tham gia của rất là nhiều những cái cấp và có sự tham gia giám sát của cả người dân tránh những cái tình trạng mà dẫn tới là chuyển mục đích sử dụng đất không đúng thẩm quyền của một số những anh chị mà có cái 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 thẩm quyền phê duyệt này thì nó sẽ tránh đi những cái việc mà sai mục đích nhằm hạn chế việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp À, sau khi chuyển nhượng, luật cũng quy định các cái tổ chức cá nhân nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp phải sử dụng à, đúng mục đích này. trường hợp mà chuyển sang à, sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. tức là hiện nay thì à, trong cái điều luật mới à, sẽ à, được à, quy định làm chặt chẽ hơn, tránh những cái việc mà lũng đoạn, tránh những cái việc mà à, gây thất thoát hay là À, chuyển sau khi mà chuyển đất nông nghiệp thì lại à, chuyển hướng lên thành à, các cái loại đất khác. À, tránh đi những cái à, tình trạng mà à, trục lợi từ à, từ đất. Ngoài ra thì với à, việc quản lý đất nông, lâm trường, luật quy định rõ trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trong việc quản lý đất có nguồn gốc từ các nông lâm trường nhằm khắc phục những cái bất cập trong quản lý đất nông lâm trường nhiều năm qua. À, trong đó thì nhà nước thu hồi những cái diện tích sử dụng mà không đúng mục đích không sử dụng diện tích đất đang giao khoán cho thuê cho mượn liên doanh liên kết hợp tác đầu tư bị lấn bị chiếm và đang có tranh chấp cái đất thu hồi này thì sẽ được giao à, cho thuê đất để thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số người có công với cách mạng người thuộc hộ nghèo cá nhân tại địa phương không có đất hoặc là thiếu đất sản xuất À, tất cả những cái uh, điều mới mà chúng ta vừa xem qua thì là đều uh, phục vụ cho cái mục đích là uh, kiểm soát chặt chẽ hơn uh, đất nông nghiệp và làm sao đó để khai thác để người dân có thể khai thác được uh, tối đa những cái uh, hiệu quả ở trên đất uh, theo hướng mở rộng hơn nhưng mà vẫn kiểm soát và quản lý rất là tốt rồi điều tiếp theo là sao nhằm khắc phục những cái bất cập À, trong việc uh, chuyển mục đích sử dụng đất tại các cái địa phương những năm qua thì uh, luật đất đai sửa đổi lần này sẽ kiểm soát uh, vấn đề ngay từ cái bước quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất uh, cấp huyện phải uh, xác định cụ thể diện tích đất được phép chuyển mục đích sử dụng đất trong đó có diện tích đất trồng lúa uh, đất rừng phòng hộ đất rừng đặc dụng đất rừng sản xuất uh, được phép chuyển mục đích đấy đây là những cái loại đất mà À, đặc biệt là phải à, kiểm soát chặt à, như à, lúc nãy Tuấn có 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 chia sẻ. Luật cũng kiểm soát à, chặt chẽ thông qua quy định à, quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào quyết định chủ trương đầu tư, kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án. Ngoài ra thì luật à, quy định cụ thể điều kiện thẩm quyền cho phép chuyển mục đích à, sử dụng đất À, trong đó phân cấp toàn bộ à, thẩm quyền chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đất rừng phòng hộ đất rừng đặc dụng đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên cho hội đồng nhân dân cấp tỉnh thì à, hội đồng nhân dân cấp tỉnh mới được à, à, xem xét để mà chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất của những cái à, loại đất à, nêu trên à, từ đó thì à, cho thấy rằng là cái việc mà quản lý và với các cái loại đất uh, nông nghiệp thì hiện nay là đã được uh, uh, đẩy mạnh và đã được quản lý rất là chặt chẽ tuy nhiên thì uh, luật lần này có thể thấy rằng là uh, nó rút đi được rất là nhiều những cái điểm mà uh, chưa được uh, chặt chẽ hoặc là còn uh, bó hẹp uh, các cái cá nhân ở trong những cái uh, uh, điều uh, luật đất đai trước đây uh, đối với uh, hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất mà có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp à, nằm trong khu dân cư hay là đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở à, sang đất ở hoặc chuyển mục đích sử dụng các loại đất phi nông nghiệp thì căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mà không căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì cái điều này nó cũng linh hoạt hơn rất là nhiều so với các cái quy định trước đây À, tức là cá nhân hoặc là hộ gia đình mà có nhu cầu chuyển mục đích à, sử dụng đất nông nghiệp ở ngay trong các cái khu dân cư tức là các cái khu mà đã là đất ở rồi hoặc là cùng một cái thửa đất đã có đất ở rồi chuyển sang uh, đất ở thì uh, sẽ có thể là mình lên uh, các cái cơ quan có thẩm quyền ở cấp huyện đấy mình hỏi và mình có thể là chuyển lên đất ở ngay trong năm đó chứ không cần phải là À, thông qua vào cái cứ phải chờ là cái bản là kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. Tất nhiên là tất cả những cái này á, là à, anh chị ho à, hoặc là bà con có những cái đất mà nằm trong những cái diện như thế này thì mình cũng cần lên trên các cái cơ quan có thẩm quyền để mình hỏi các cái thủ tục đó và mình cũng cần phải chờ thêm những cái hướng dẫn khi mà đưa luật vào thực thi tránh tình trạng hô biến đất công thành đất tư thì luật đất đai đã thể chế nội dung về tăng cường công tác quản lý kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất các doanh nghiệp nhà nước thoái vốn với nhiều quy định cụ thể trong các cái điều luật liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất điều này thì quản lý chặt hơn để tránh thất thoát đúng không ạ tránh uh, gây lũng đoạn đối với uh, các cái doanh nghiệp mà trước đây uh, có nguồn gốc từ uh, nhà nước và hiện nay thì nhà nước đã thoái vốn rồi đó thì sẽ quản lý cái, cái, cái đất nông nghiệp như thế thì nó sẽ được uh, uh, chặt hơn và liên quan đến cái việc là chuyển uh, mục đích sử dụng đất thì sẽ được quản lý rất là chặt chẽ đấy tại vì uh, uh, bất động sản uh, nông nghiệp À, mọi người à, thấy rằng là khi mà từ đất nông nghiệp ví dụ như là đất lúa ví dụ như là à, đất à, cây lâu năm hay đất hàng năm khác khi mà được à, chuyển đổi thành à, chuyển đổi mục đích thành đất à, thổ cư chẳng hạn thì cái giá trị của đất à, nó tăng lên rất là nhiều lần và nó trở trở nên là có giá trị rất là nhiều đấy và có thể là phân lô có thể là tách thửa theo các uh, quy định của nhà nước cho nên là vì thế nên là uh, luật lần này đã đã quản lý rất là chặt chẽ về các cái vấn đề liên quan tới uh, chuyển nhượng uh, mục đích uh, sử dụng đất tuy nhiên thì cũng không uh, bó buộc lại uh, những cái quyền lợi của người dân chính đáng đó và một số cái 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 điều mà cực kỳ uh, được uh, chú ý đó là Uh, đất nông nghiệp bây giờ sẽ được uh, uh, người sử dụng cũng sẽ được xây một số các cái công trình phục vụ trực tiếp cho cái việc uh, uh, sản xuất gắn với uh, đất uh, nông nghiệp có thể là trong cái giai đoạn tới sẽ có rất là nhiều những cái uh, mô hình kinh doanh uh, gắn liền với bất động sản nông nghiệp uh, sẽ được uh, ra đời Đấy, và sẽ hoặc là đã có sẵn rồi nhưng mà sẽ được uh, À, khuyến khích à, sẽ được mở rộng cái mô hình nhờ là luật à, và cơ chế là đã có à, Tuấn có đến rất là nhiều những cái à, à, nơi kinh doanh về view kinh doanh về à, homestay hay là kinh doanh về dạng như là farm trang trại à, làm kết hợp với nhà hàng thì những cái nơi đó thì à, trong cái thời gian trước ấy, thì à, làm ở trên đất nông nghiệp và cái mô hình đó thì chưa được uh, quy định một cách rõ ràng cho nên là không được uh, chính quyền uh, địa phương uh, khuyến khích đó từ đó thì cái mô hình đó nó không có thể phát triển được nhưng mà với cái cái luật mới này á, thì sẽ có rất là nhiều những cái mô hình bất động sản nông nghiệp trong thời gian tới uh, sẽ được uh, đẩy mạnh và hứa hẹn là sẽ có nhiều cái uh, loại hình hơn để uh, uh, khai thác để kinh doanh uh, bất động sản À, với đất nông nghiệp á, thì một trong những cái yếu tố cũng rất là quan trọng khi mà anh chị uh, đi uh, mua đất thì trong quá trình mà tư vấn thì Tuấn cũng thấy rằng là nhiều anh chị uh, uh, mua thì mình cần phải kiểm tra về các cái quy hoạch uh, rất là rõ và rất là kỹ uh, Tại vì đất uh, nông nghiệp á, thì uh, uh, phần lớn là uh, cái giá giá đất mà đền bù của nhà nước á, thì còn rất là mềm và thường thì chưa có xây dựng những cái công trình kiên cố trên đất ở đó cho nên là uh, có rất là nhiều những cái quy hoạch ở trong tương lai. Đấy, được uh, quy hoạch ở trên những cái phần đất nông nghiệp. Đấy cho nên là đảm bảo rằng là các anh chị nhà đầu tư uh, đi mua đất thì mình cần phải uh, check và mình cần phải kiểm tra rất là rõ về quy hoạch Đấy, và kế hoạch sử dụng đất uh, hàng năm đó hoặc là cả những cái kế hoạch sử dụng đất của những cái năm trước đó kiểm tra thật là kỹ lưỡng ở trên uh, quy hoạch cũng như là lên uh, cơ quan uh, nhà nước mình kiểm tra thật là rõ trước khi mình mua để tránh uh, mua phải những cái uh, miếng đất nó bị uh, rơi vào quy hoạch đấy. Tại vì những cái miếng đất mà nằm ở trong cái dạng quy hoạch đấy ấy, thì uh, thường là uh, họ vẫn được chuyển nhượng, họ vẫn được chuyển nhượng và và sau này thì mình cũng được đền bù nhưng mà có thể là mình cái cái quá trình nó diễn ra rất là lâu hoặc là nó có thể là bị treo lại đó bằng bởi những cái dự án cho nên là khi mà mình mua ở trên những cái miếng đất đó thì mình cũng cần rất là thận trọng à, khảo sát thật là kỹ đấy à, còn nếu như mà à, mọi người mua những cái miếng đất nông nghiệp để mà canh tác đúng không ạ thì mình cần quan tâm một số cái điểm như là về nguồn nước như là về cái chất đất, đấy, đất ở đó là đất đỏ ba gian hay là đất đó là đất pha hay là đất đất cát hay là đất đen đúng không ạ? thì những cái đất uh, gần uh, nguồn nước thì nó sẽ rất là tốt phục vụ cho tưới tiêu hoặc là trên đất là có sẵn uh, giếng khoan đúng không ạ? đấy, rồi cái chất đất uh, nếu mà những cái chất đất tốt như là đất uh, đất đỏ ba gian thì nó sẽ làm cho cái hiệu quả cái cây trồng nó được tốt hơn rất là nhiều đấy còn những uh, anh chị mà mình mua uh, những cái bất động sản để mà phục vụ cho uh, làm farm hay là làm uh, homestay đúng không ạ thì mình cần mua những cái khu vực mà nó có cái cảnh quan ở uh, xung quanh uh, tương đối là nó có sẵn rồi thì mình sẽ tiết kiệm được rất là nhiều những cái uh, chi phí uh, đầu tư ở trên đất uh, trong những cái uh, uh, giai đoạn uh, kế tiếp khi mà mình mua cái cái miếng đất đó về đấy À, ngoài ra thì uh, cái vị trí uh, của cái miếng đất nếu mà mình làm farm làm nhà hàng á thì những cái vị trí gần những cái trục đường lớn hoặc là uh, gần những cái khu vực quốc lộ thì cũng rất là quan trọng đấy tại vì uh, từ đó mình uh, có thể uh, truyền thông để uh, khách hàng tới nó cũng được uh, trở nên dễ dàng hơn đấy uh, hoặc là có thể là các cái homestay đấy thì mình uh, mình có thể là nghiên cứu và mình đầu tư những cái loại hình như thế này đấy à, có thể là sẽ có rất là nhiều những cái loại hình khác sắp tới uh, đối với uh, trên đất nông nghiệp mà hiện nay thì tuấn cũng chưa thể hình dung ra hết được đấy những cái mô hình về du lịch gắn với lại uh, nông nghiệp uh, sẽ được uh, mở rộng rất là nhiều đấy rồi uh, đó là một số các cái uh, thông tin cập nhật về mô hình đất nông nghiệp mà tuấn chia sẻ với cả nhà mình cảm ơn mọi người đã xem hết cái video này.